Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi đó là chương trình phóng sự đặc biệt với chủ đề Hội ngộ và tri ân. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Giáo xứ Thánh Tâm, thành phố Carrollton, Dallas Fort Worth. Thanh Trúc kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc đương nhiên là đang có mặt tại Dallas Fort Worth và tại nhà thờ Thánh Tâm. Hôm nay là một cái buổi ca nhạc để dành cho có cái sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ để tri ân tất cả quý khán thính giả của đài SBTN. Và do SBTN ở Dallas tổ chức, sở dĩ có buổi tri ân hôm nay là vì nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như đài SBTN đã muốn đưa một lời cảm ơn đến với quý vị, vì tất cả những vị khán giả của đài SBTN nói riêng luôn luôn ủng hộ những cái việc làm rất có ý nghĩa trong thời gian qua và mãi mãi sắp tới của nhạc sĩ Trúc Hồ. Đó là những việc làm mà gợi lên cái tinh thần yêu nước, tấm lòng hướng về quê hương. Thưa quý vị, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi cống hiến đến quý vị sau đây. Kính thưa quý vị, và đây là Commissioner Nguyễn Xuân Hùng của Tarrant County. Chúng tôi xin chào ông Ủy viên quận của Tarrant County Nguyễn Xuân Hùng ạ. Chào chị Thanh Trúc và chào quý vị khán giả ạ. Thưa xin cho biết là ngọn gió lành nào đã đưa ông Ủy viên Nguyễn Xuân Hùng đến đây ngày hôm nay? Dạ thưa chị, nghe có anh Trúc Hồ và các anh chị em ca sĩ của Asia có tổ chức một chương trình văn nghệ thì dĩ nhiên tôi phải có mặt để ủng hộ công việc làm của anh trong mấy thời gian qua, rất là có ý nghĩa. Bởi vậy chắc chắn là tôi phải có mặt đây để ủng hộ anh ấy. Anh nói là những cái công việc làm thời gian qua rất có ý nghĩa, thì đối với anh những công việc làm đó nó ý nghĩa như thế nào? Dạ thưa chị, cái công việc của anh Trúc Hồ và các anh chị em ca nghệ sĩ của Asia không những giữ vững cái tính chất nghệ thuật và văn hóa của dân tộc Việt của mình, nhưng mà còn mang lại cái tinh thần để tranh đấu cho một ngày mai tương lai sáng lạn và tốt đẹp hơn cho dân tộc của mình nữa. Đó là cái lý do tại sao mà tôi có mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một lần nữa Thanh Trúc xin giới thiệu với quý vị là ông Commissioner Nguyễn Xuân Hùng của Tarrant County. Và Thanh Trúc cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng. Cảm ơn chị Thanh Trúc, cảm ơn quý vị khán giả. Thì đây là một cái cơ hội đẩy SBTN đến với dân địa phương của Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, như là quý vị đã thấy là rất nhiều người đã đến để tham dự cái buổi ca nhạc dạ vũ tri ân ngày hôm nay. Sở dĩ có sự tri ân này và nhạc sĩ Trúc Hồ đã đi đến từng tiểu bang của nước Mỹ, và hôm nay nhạc sĩ Trúc Hồ đến Texas, đặc biệt đến Dallas Fort Worth này, cũng trong cái mục đích là tri ân và có đôi lời tâm tình với mọi người. Và kính thưa quý vị, không chỉ những người trẻ hay là không chỉ những người yêu thích những cái dòng nhạc quê hương, những dòng nhạc thời chinh chiến hay là nhạc tình lãng mạn đêm hôm nay, mà còn có những vị thân hào nhân sĩ ở trong cộng đồng của Dallas Fort Worth mà chúng tôi thấy đây là bác sĩ Chất và phu nhân. Thưa quý vị cũng biết rằng là bác sĩ Phạm Văn Chất đó là chủ tịch của quân dân cán chính ở tại Dallas Fort Worth, và phu nhân của bác sĩ Chất lại là hội trưởng của hội cao niên ở tại Dallas Fort Worth. Đây là những người mà nếu mà nói trong những cái sinh hoạt của cộng đồng, có lẽ là những người mà đầu sóng ngọn gió. Thanh Trúc xin hỏi bác sĩ Chất một câu là thưa ông nghĩ thế nào về việc làm của nhạc sĩ Trúc Hồ? Có phải đó là một tiếng nói lẻ loi không, khi mà nhạc sĩ Trúc Hồ lên tiếng cho những người trẻ bị bắt bớ, bị giam cầm ở trong nước, hay là kêu gọi về nhân quyền cho Việt Nam chẳng hạn, thưa ông? Dạ, không phải là bữa hôm nay mà hôm trước khi mà Trúc Hồ kêu tôi thì tôi nói ông là việc cứu tinh của dân tộc. Chẳng những dòng nhạc mà nó thấm tới cái tim của tôi, nhưng mà cái công việc làm của ông đó là cứu nguy dân tộc. Thành ra tôi nói tôi ủng hộ 100%. Thành ra bữa nay đã đi, nhưng mà ông Trúc Hồ hỏi bao nhiêu tiền tôi cũng phải đưa hết. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa bà bác sĩ Chất, trong tư cách là hội trưởng của hội cao niên đó, xin bà cho chúng tôi cũng được biết là những vị mà cao niên đó, cái tình cảm mà người ta dồn cho những người ở đây, thí dụ như ca nhạc sĩ Trúc Hồ chẳng hạn, mà hướng về quê hương như vậy, cái tình cảm của quý ông bà dành cho người nhạc sĩ này như thế nào ạ? Thì đương nhiên rằng là quý vị cao niên người ta cũng rất là thương nhạc sĩ Trúc Hồ, người còn trẻ
trẻ mà rất là có nhiệt tình và đã dùng cái phương tiện truyền thông của mình để quảng bá trong dân chúng và cũng để nuôi dưỡng cái tinh thần tranh đấu cho một cái đất nước của mình cần phải mau có tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn bà bác sĩ rất nhiều ạ. Dạ vâng. Dạ. Và thưa quý vị, quý vị cũng biết rằng là đêm hôm nay đó thì có một dàn ca sĩ của Asia qua đây để trình diễn. Và đây là do cái sự tổ chức của SBTN của Dallas. Chúng tôi không thể nào bỏ qua một cái khuôn mặt mà rất quen thuộc của truyền thông ở đây. Chị là chị Thu Nga, chị là giám đốc của một đài radio ở Dallas Fort Worth. Chị là hiện bây giờ lại là một người có thể nói rằng là trụ cột của SBTN ở Dallas nữa. Thanh Trúc mời chị Thu Nga, một người không thể thiếu bởi vì chính chị cũng đã góp phần tổ chức cái buổi dạ vũ tối hôm nay, dạ tiệc tối hôm nay. Chị Thu Nga nè, cứ phải mà đi làm những cái việc này, có phải là chị đã quá bận rộn trong vấn đề truyền thông, chị đã quá bận rộn công việc gia đình rồi bây giờ lại đi hình như lại đi vác ngà voi hơi nhiều, chị thấy như thế nào mà phải đứng ra gánh cái chuyện này cho Trúc Hồ? Vâng, nói rằng nếu mà phụ với Trúc Hồ thì là đúng hơn, tại vì SBTN là coi như là ở trong gia đình, mà SBTN Texas là một chi nhánh của SBTN của Trúc Hồ. Vì vậy cho nên là khi mà Trúc Hồ nói rằng muốn tổ chức ở tại Dallas Fort Worth thì mình đồng ý ngay, là tại vì đối với Trúc Hồ thì quý vị cũng biết rằng anh là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ, nhưng mà có một cái tấm lòng yêu nước rất là cao. Vì vậy cho nên khi mà Trúc Hồ đến đây để mà hội ngộ và cảm tạ quý khán giả của SBTN cũng như là cảm tạ đồng hương đã hưởng ứng những cái chiến dịch mà kêu gọi ký thỉnh nguyện thư cho Việt Khang, rồi Triệu Quang Tim và rất là nhiều cái việc. Vì vậy cho nên là cái sự mà cảm phục cái một cái tấm lòng của một người nhạc sĩ như vậy, cho nên là đầu tiên là Thu Nga đã trở thành một cái branch của SBTN, thì sau đó tất cả những cái điều gì mà của Trúc Hồ nói riêng và SBTN nói chung thì Thu Nga cũng đều là support. Dạ, xin cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Thanh Trúc rất là nhiều. Và rất mong là quý khán giả, quý thính giả, tất cả đồng hương ở ngoài kia sẽ ủng hộ cho SBTN, cũng như là ủng hộ cho nhạc sĩ Trúc Hồ, cũng như là Trung tâm Asia và SBTN Texas, cũng như là đài 1600 AM. Vâng, xin cảm ơn Thanh Trúc. Thanh Trúc xin chào ông, xin ông cho biết quý danh ạ. Dạ, là Đạt Võ. Thưa anh Đạt Võ, anh cho biết là lý do nào để mà anh đến đây để tham dự cái buổi tri ân ngày hôm nay? Thật sự ra thì cũng nghe tiếng Trúc Hồ lâu lắm rồi. Nhưng mà Trúc Hồ là làm bổn phận là để ủng hộ cho tất cả các anh em ở bên Việt Nam. Thật sự ra mình thì không có cái gì hết á, chỉ có đi ủng hộ cho Trúc Hồ để cho Trúc Hồ để là làm những cái việc mà cũng giống như mà mình muốn làm mà thôi. Và kính thưa quý vị, từ California cho đến Washington DC, cho đến Massachusetts, cho đến Florida, cho đến Texas, cho đến tất cả những nơi mà có những cộng đồng Việt Nam ở nước Hoa Kỳ này, để mà đưa Triệu Quang Tim và tìm một tiếng nói chung cho Việt Nam. Tiếng nói chung đó là nhân quyền, dân chủ và tự do, và đặc biệt là cho những người trẻ đang bị đày đọa, đang bị tù đày ở bên Việt Nam, đó là nhạc sĩ Trúc Hồ. Nhạc sĩ Trúc Hồ như là quý vị biết là tổng giám đốc của hệ thống truyền thanh SBTN và cũng là giám đốc của chương trình của Asia Entertainment. Thưa nhạc sĩ Trúc Hồ, anh có trong tay hai cái hệ thống truyền thông, nó dễ dàng cho anh để mà anh gọi là phát động cái phong trào, cất lên những cái tiếng nói, cất lên Triệu Quang Tim và một tiếng nói cho Việt Nam. Vậy thì cái lời của anh đó mà muốn bày tỏ với mọi người, họ không có trong tay một cái hệ thống truyền thông như anh thôi, họ ủng hộ anh, thì họ có thể làm được cái gì hơn để mà có thể cũng là Triệu Quang Tim một tiếng nói, thưa anh? Thật sự thì hệ thống truyền hình SBTN cũng như là Trung tâm ASA chỉ là bộ phận duy nhất là bảo vệ và phát huy văn hóa Việt Nam. Trúc Hồ có trong tay hay là khán giả có trong tay cũng giống nhau thôi. Bởi vì không có khán giả thì không có SBTN và không có ASA. Cho nên tất cả khán giả cùng đồng hành với lại SBTN, với ASA, đài truyền hình SBTN là của họ. Trung tâm ASA là của khán giả. Bởi vì cùng chung mục đích, mục đích duy nhất của SBTN và ASA là chúng ta bảo vệ và phát huy văn hóa, đoàn kết cộng đồng thành một tiếng nói để đấu tranh cho những người dân Việt Nam được sống có quyền làm người. Thanh Trúc chân thành cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ. Dạ cảm ơn chị. Xin kính chào tất cả quý vị, các bác, các chú, các cô, các em. Thật là vui khi mà Trúc Hồ trở lại
Dallas. Dallas là một trong những thành phố mà Trúc Hồ có dịp trên gần 10 năm trước qua đây và đã gặp chị Thu Nga và đã dụ chị làm đại SBTN tại Dallas này. Và chị Thu Nga đã cùng với đại SBTN đi xuống trong đoạn đường dài trên 10 năm. Nhìn lại SBTN và khán giả đã làm được gì? Trúc Hồ xin tóm tắt vài điểm mà chúng ta làm được rất quan trọng. Điều thứ nhất là qua khán giả SBTN, chúng ta đã 7 lần làm đại nhạc hội Cám Ơn Anh, và mỗi lần như vậy chúng ta thu cỡ khoảng 750.000 đô trở lên. Cho nên qua 7 lần chúng ta đã kiếm hơn được 5 triệu đồng đại nghề cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Không có quý vị, chuyện đó không bao giờ thực hiện được. Xin quý vị hãy tự cho mình một tràng pháo tay. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là chúng ta đã gây quỹ để mà đóng góp vào tượng kỷ niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại DC. Cái đó là có sự đóng góp của khán giả SBTN. Nếu mà quý vị có qua DC, chúng quý vị sẽ thấy một bức tượng rất là lớn. Trong đó có những đồng tiền của khán giả SBTN và Dallas của chúng ta. Cái đó là một điều hãnh diện. Và trong những vụ bão lụt Katrina, khán giả SBTN cũng đã góp trên 1 triệu đồng. Đó cũng là khán giả SBTN. Và phong trào chính quyền thư để tranh đấu cho nhạc sĩ Việt Khang, một nhạc sĩ yêu nước bị cầm tù, trên 150.000 chữ ký, cũng là khán giả SBTN. Và sau đó là phong trào Triệu Con Tim cho Liên Hiệp Quốc và tất cả các thế giới tự do, nước tự do trên thế giới, cũng là khán giả SBTN. Kính thưa quý vị, Trúc Hồ rất hạnh diện là một trong gia đình của khán giả SBTN. Hôm nay để mở màn chương trình, Trúc Hồ xin mời quý vị nghe nhạc phẩm của một người đối với cá nhân của Trúc Hồ rất là quan trọng. Anh đã làm cho cộng đồng của chúng ta đoàn kết lại. Anh đã làm cho chúng ta chợt tỉnh giấc sau một cơn mê dại. Đoàn kết lại, nhìn về quê hương. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Việt Khang với tác phẩm Anh Là Ai qua tiếng hát Quốc Ca. Xin hỏi anh là ai? Sao bất cứ tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút thương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều năm nay. Thưa quý vị, đây là cái đêm tri ân này đó, thì chúng tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều người trẻ đến để mà nghe lại một lần nữa những lời tâm tình của nhạc sĩ Trúc Hồ. Và ở đây đó, sẵn đây thì chúng tôi cũng có mà gặp một người ở đây là, thưa quý vị, đây là anh Dan Trần. Anh hình như là chủ tịch của Novao, là những cái người mà gọi là tuổi trẻ đó ở đây. Nhưng mà chúng tôi sẽ mời anh giới thiệu và để anh nói lên cái cảm tưởng của anh trong cái buổi ca nhạc tri ân ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thanh Trúc. Dạ, kính thưa quý vị, đài SBTN, chúng tôi là Dan Tran, là National Organization of Vietnamese American Leaders. Một cái organization luôn luôn ủng hộ tất cả những cái chương trình ca nhạc mà ủng hộ cho tất cả những cái giới trẻ trong nước cũng như ngoài nước để đưa lên được những cái tiếng nói dân chủ và đẩy cái nền dân chủ cho Việt Nam. Dạ, thì cái cảm tưởng của tôi ngày hôm nay là đi đến support cho anh Trúc Hồ thì những cái ý nghĩ đó là những cái mà chúng ta cần phải support cho những người cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại đây. Dạ, cảm ơn chị. Thưa anh nói là chúng ta cần phải yểm trợ cho những người đó. Nhưng mà
phải chăng là có khi nào anh nghĩ là giống như trong nước họ nghĩ rằng những tiếng nói của những người Việt ở bên ngoài này, nhất là những người trẻ, mà khi mà nói về no you, say no, say no to you, tức là nói không với cái đường lưỡi bò, hoặc là human rights for Vietnam, rồi free the dissidents, trả tự do cho những người tù lương tâm, đặc biệt là những người trẻ, là những tiếng nói lạc lõng hay không, thưa anh? Dạ không, thưa chị, tất cả những cái công cuộc đấu tranh vận động cho dân chủ, dân quyền, dạ thưa chị, những cái cuộc đấu tranh dân chủ trong Việt Nam ở bên ngoài này, về Việt Nam, đẩy cái luồng hơi về Việt Nam để yểm trợ cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Thứ nhất là những em, những thanh niên ở Việt Nam đã mạnh dạn đứng lên chống chính quyền và đưa những cái sự tự do dân chủ, nhất là cái bản tuyên ngôn nhân quyền ra cho tất cả đồng bào Việt Nam ở Việt Nam chúng ta để hiểu được thế nào là nhân quyền, thế nào là cái sự tự do, phải đứng lên, phải can đảm. Vì bên cạnh các người, các em ở Việt Nam là đã có chúng ta bên ngoài này yểm trợ. Không ít thì nhiều, chúng ta cũng đem được hơi hướng, những cái sức lực để đem về Việt Nam, để cho những cái nhà đấu tranh dân chủ trong Việt Nam yên tâm, biết rằng là chúng ta hợp lực lại với nhau và làm những cái điều rất là có lợi cho chống lại, nhất là cái đường lưỡi bò mà Trung Cộng nó sắp sửa, nó đã và nó đang hoàn thành tại vùng Biển Đông. Những cái cuộc như là ngày hội ngộ ngày hôm nay, tri ân ngày hôm nay của anh Trúc Hồ và SBTN thành lập, đây là một trong những cái chương trình mà tất cả những cái giới trẻ của chúng ta khắp nơi trên nước Mỹ này phải đưa ra và đến đây và ủng hộ anh Trúc Hồ, cũng như chúng tôi là đã đến ủng hộ anh Trúc Hồ. Điều đó, cô là một sứ ngôn viên rất nổi tiếng của Đài Á Châu Tự Do. Hiện nay cô đi công tác ở khắp mọi nơi trên thế giới và cô cũng là người tiếp xúc với rất nhiều các nhà dân chủ trong nước qua các cuộc phỏng vấn bằng điện thoại cũng như là từ Thái Lan. Đến từ Washington DC, tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi đón tiếp nữ sứ ngôn viên và nữ phóng viên rất đặc biệt của Đài Á Châu Tự Do, chị Thanh Trúc hôm nay có mặt ở đây. Mời chị Thanh Trúc bước lên sân khấu. Hôm nay thì em mời đại diện của SBTN tại Dallas Fort Worth hôm nay cũng có mặt ở đây là chị Thu Nga. Mời chị Thu Nga cùng bước lên sân khấu. Chúng tôi sẽ nhờ chị Thanh Trúc trình bày cùng với quý vị một tí về các nhà tranh đấu cho dân chủ, và sau đó chị Thu Nga sẽ giới thiệu với quý vị một số các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình bên em đang có ta với những đóng góp thiết thực cho tổ chức Human Rights Park để lấy tiền giúp đỡ cho các nhà tranh đấu tại quê nhà. Bây giờ mời chị Thanh Trúc. Xin cảm ơn anh Thiết Dũng và cũng như xin cảm ơn chị Diệu Quyên và chị cảm ơn chị Thu Nga. Thanh Trúc xin chân thành gửi một lời chào rất là thân quý đến tất cả quý vị. Cảm ơn Thu Nga, cũng xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã dự diện đêm hôm nay để ủng hộ cho SBTN và cũng như là Trung tâm Asia và cũng như là cảm ơn tạ quý mạnh thường quân. Thì khi mà Thanh Trúc hỏi anh nhạc sĩ Trúc Hồ là anh có hai cái phương tiện truyền thông trong tay. Thứ nhất là anh có cái đài SBTN, thứ nhì là anh có cái Asia Entertainment. Anh có hai cái đài truyền thông nó mạnh vô cùng, cái tiếng nói của truyền thông nó mạnh lắm thưa quý vị. Cho nên đó, anh làm được cái điều anh đã làm được. Triệu con tim, một tiếng nói. Anh đi khắp nơi anh tìm triệu con tim để nói, để đòi được một tiếng nói đồng lòng cho Việt Nam. Vậy thì với những người mà không có những cái phương tiện truyền thông trong tay thì sao? Anh nghĩ là anh nên nói với chúng tôi cái điều gì khi mà không, tất cả mọi người đây, quý vị ở đây không có phương tiện truyền thông trong tay. Nhạc sĩ Trúc Hồ trả lời một câu rất là chí lý. Họ nghe đài SBTN. Tất cả những người ở đây là khán giả, là thính giả của đài SBTN, nghe được những cái điều, những cái tin tức cập nhật về những nhà dân chủ, những nhà đấu tranh ở bên nhà. Đó là chúng tôi làm việc chung với nhau. Khán thính giả và SBTN làm việc chung với nhau, một cơ quan truyền thông đại chúng là SBTN ở của người Việt ở hải ngoại, có nhiều cái chi nhánh ở khắp nơi, từ Washington DC cho tới Massachusetts cho tới Dallas cho tới tất cả những tiểu bang khác. Vậy thì tất cả mọi người đều làm việc chung với nhau và đó là một tiếng nói đó thưa chị Thanh Trúc. Thanh Trúc cảm thấy là khi mà nghe như vậy thì mình cảm thấy mình rất là vui và mình cảm thấy là có một cái tia sáng, có một cái hy vọng cho những nhà dân chủ ở trong nước. Bởi vì nếu không có những tiếng nói này thì là
Phương Uyên. Phương Uyên áo trắng trước sân tòa không được trả tự do. Dạ vâng, và song song với SPTN cũng như là Asia, trung tâm Asia thì thưa quý vị, đài phát thanh 1600 AM cũng như là SPTN Texas đã nối góp và hỗ trợ và tiếp tục với lại anh Trúc Hồ. Tại vì khi mà anh Trúc Hồ về đây thì Thu Nga thấy rằng cái điều mà mình phải làm đã đến rồi, và anh Trúc Hồ thường nói rằng chúng ta làm việc phải cho nên mới gặp nhau, và đó cũng là một cái duyên khi mà chúng tôi tổ chức và phụ giúp với lại cộng đồng tổ chức cứu trợ Katrina. Vâng, và thưa quý vị, thì cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nói rằng đảng như là hòn đá tảng đè nặng trên quê hương. Muốn sống hòa hợp yêu thương, trước tiên phải hất nó xuống đã. Vâng, thì vì như vậy cho nên là chúng ta nhất định là phải yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước để chúng ta có được tự do nhân quyền cho những người dân ở trong nước. Và khi mà yểm trợ cho chương trình của SPTN về đây thì nếu mà chúng tôi không có những nhà bảo trợ thì chúng tôi không có thể nào mà có thể làm được. Vì vậy cho nên hôm nay thì nhân dịp này thì chúng tôi xin được tri ân quý vị đã bảo trợ, đó là ông bà bác sĩ Phạm Văn Chất đã bảo trợ 2.000 đồng và hôm nay còn tặng 1.000 đồng cho Human Rights Support Vietnam. Và cô Hồng Lê là công ty của SND đã bảo trợ cho 3.000 đồng cash. Và hôm nay cô Hồng Lê cũng đã có nói rằng sẽ tặng cho SPTN từ 1.000 cho đến 2.000 những tà áo gọi là formal để cho SPTN có thể là bán đấu giá hay làm cái gì để dùng cái số tiền này để tặng cho Human Rights for Vietnam. Trân trọng cảm ơn báo Thế Giới Mới. Mà những cái tờ báo mà anh đăng ở trang trong và trang ngoài, đó là anh báo Thế Giới Mới. Và tiếp theo đó là xin mời công ty Luraco, là xin người đại diện cho Luraco, anh đã bảo trợ cho 10.000 flyers. Dạ, và last, the last but never least, last but not least, never least, thưa quý vị, đài phát thanh 1600 AM ở Dallas Fort Worth, mà quý vị biết chủ nhân của đài phát thanh này là ai rồi? Đài phát thanh lâu nay đã làm những cái talk show cũng như là đã cho một cái quảng cáo package cho ngày hôm nay trị giá là 3.000 đô la. Xin cảm ơn đài phát thanh 1600 AM. Xin cảm ơn chị Thu Nga. Dạ vâng, và đây là những nhà bảo trợ cho đêm hôm nay hồi hộ và cảm tạ của nhạc sĩ Trúc Hồ SPTN. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho chương trình này. Cảm ơn bác sĩ Chất và xin trao cho Diệu Quyên ạ. 1.000 đồng. Dạ. Chủ quyền xin được thay mặt cho đài truyền hình SPTN trân trọng cảm ơn quý vị mạnh thường quân có mặt nơi đây và quý vị đặc biệt là hiện diện nơi đây cùng với chúng tôi, chúng ta bước trên con đường giành lấy độc lập và tự do cho dân chủ Việt Nam. Xin thật thật cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, một lần nữa Quốc Anh xin cảm ơn chị Mindy đã có lòng ủng hộ đài truyền hình SPTN bằng cách là mua hết DVD của Quốc Anh và tặng cho tất cả quý vị. Cho nên là một lần nữa xin cảm ơn chị Mindy, quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho chị Mindy được ạ. Thank you. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là đây là một cái không khí vừa thân tình, vừa có hào khí mà vừa cảm động nữa. Đến nỗi mà có một vị thính giả đó, sau khi nghe các nhạc sĩ trẻ ở trong Asia hát những cái bản nhạc về quê hương, về tình yêu thương đất nước, về tranh đấu, thì chị đã vô cùng là cảm kích. Và chị đã đến và tình nguyện mua hết tất cả những cái CD của ca sĩ Quốc Khanh. Chị mua hết những cái CD của ca sĩ Quốc Khanh, xong rồi chị lại có nhà ý tặng lại cho SPTN để người nào tới mua thì trả tiền lại cho SPTN như một cách gây quỹ. Thưa chị, như vậy thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị cảm thấy là chị đã mua hết những cái CD của Quốc Khanh rồi lại tặng lại cho SPTN đó, nó làm cho chị thấy như thế nào? Tại vì em nói chung là em không có cái tiếng nói lớn giống như đài truyền hình SPTN hoặc là trung tâm AISA nói riêng. Thì hôm nay lâu lắm mới có việc mà FPTN hoặc là trung tâm AISA về tới Dallas. Thành ra là tụi em nếu muốn làm một cái gì hoặc là muốn góp tay một cái gì, một bàn tay cái gì, tụi em phải nhờ đến tất cả các truyền thông như vậy. Thì truyền thông người ta đã bỏ rất nhiều công sức rồi, thì em chỉ là mới có tí xí thôi à. Đó, mà thứ nhất là mình bỏ ra
để mình vận động tranh đấu cho tất cả các những người đã giành lại nhân quyền. Chị Mindy nè, Thanh Trúc muốn hỏi chị và cũng như quý anh chị đây, chị Mindy, vì sao mà chị lại có một cái niềm tin để mà chị có thể đóng góp một cách nhiệt tình như vậy? Cái niềm tin đó có phải là SBGN đã đem tới cho chị không, hay là còn một niềm tin nào đó? Dạ đúng, em là một fan của SBGN rất là lâu. Từ lúc những ngày anh Trúc Hồ vừa mới mở cái SBTN ra, em đã là fan của ảnh rồi. Nhưng mà vì cái lòng yêu nước của family em nữa, thành ra em muốn làm một cái gì đó để mà giúp một tay với anh Hồ, để mà giúp đỡ cho những người còn ở lại bên đó và đã lên tiếng nói như vậy. Thưa quý vị, như vậy là chị Mindy nói với Thanh Trúc là cái lòng yêu nước của gia đình chị chứ không phải một mình cá nhân của chị. Cảm ơn chị là chị một yêu nước mà hình như lại còn được những thành viên trong gia đình ủng hộ, có phải không ạ? Dạ đúng, đúng. Dạ, dạ. Tất cả mọi người đều đồng lòng như thế. Dạ. Và ba em. Dạ, tức là đây là một cụ chiến binh. Một gia đình gọi là, có thể nói là một gia đình cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một gia đình yêu nước giống như chị Mindy đã bày tỏ. Dạ thưa ông, có phải thế không ạ? Có phải là ông đã dạy cho từng thành viên trong gia đình, ông đã trao truyền cái lòng yêu nước cho từng thành viên trong gia đình không? Đúng vậy cô ơi, tôi là cựu sĩ quan của tụ Đức. Sau cái ngày bể dĩa rồi đó, tôi ở phủ tổng thống cho đến cái ngày mà tướng Dương Văn Minh giao cho Việt Cộng rồi đó, là tôi bắt đầu là tôi đi ở tù luôn. Đây cũng là một người là cựu tù cộng sản. Dạ, cộng sản. Tôi ở tù với nó 10 năm đó, 10 năm tôi mới về. Đài SBTN cần những người như thế, cần những người như ông bà và như Mindy và như chồng của Mindy và chị của Mindy. Xin cảm ơn một gia đình yêu nước. Diệu Quyên có thể nói với Thanh Trúc là khi mà Diệu Quyên thấy mọi người lên bỏ tiền vào, họ nói rằng không phải họ cho SBTN mà họ muốn SBTN giúp cho họ để mà đưa cái những đồng tiền này về cho các nhà dân chủ ở trong nước. Rồi khi mà mọi người hát Chiều Con Tim một tiếng nói. Của nhạc sĩ Trúc Hồ, mọi người đều đứng dậy và vỗ tay. Cảm tưởng của Diệu Quyên như thế nào? Thưa chị, thưa quý vị khán giả, chỉ gồm có hai chữ thôi, rất là xúc động. Xúc động lắm thưa chị. Trong những mà lần đọc tin tức cách đây rất lâu, thì khi mà nói tới với nhạc sĩ Việt Khang và những nhà mà đấu tranh dân chủ khác, thì Diệu Quyên cũng có hỏi với Trúc Hồ, nếu mà các em bị bắt như vậy thì không biết là liệu gia đình của em như thế nào. Thì không biết là có vẻ vì cái câu hỏi đó hay sao đó, và những cái lần mà đi hát với đài truyền hình SBTN tới các nơi, thì Trúc Hồ dành những cái nhạc phẩm thật hay như là Bạn Thân hoặc là Chịu Con Tim để mà đánh động quý vị khán thính giả. Thì một nơi mà Diệu Quyên đã được đi tới thì tự động thôi, có một hai vị khán giả tự động mang tiền lên trước thôi chị Thanh Trúc. Và có thể là vì từ đó thì đã nảy sinh ra cái ý là có rất là nhiều người muốn đóng góp, không cần chúng ta phải lên tiếng thưa chị. Thế là những cái show sau đó thì nhạc sĩ Trúc Hồ cùng với Quốc Khanh và Mai Thanh Sơn đã đóng góp những cái nhạc phẩm tương tự thật là hay như vậy. Và đã có những khán giả ở khắp nơi mang tới những đồng tiền. Nó không là bao nhiêu hết thưa chị, nhưng mà của ít lòng nhiều, một chút đóng góp của quý vị khán giả khắp mọi nơi thì dồn lại, và những cái số tiền đó đã được âm thầm gửi về cho những nhà dân chủ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong gặp lại quý vị trong một chương trình khác.